Cách đây 45 năm, ngày 25 tháng 4 năm 1976, trong niềm vui chung Bắc Nam sum họp một nhà, non sông liền một dải, nhân dân cả nước đã tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa 6 của nước Việt Nam thống nhất. Đây là lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tiến hành trên cả nước sau 30 năm kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Sau thắng lợi của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975, một đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội đặt ra cho Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân những trọng trách mới, đồng thời yêu cầu phải có một cơ cấu phản ánh được tính chất toàn dân tộc. Hội nghị lần thứ 24 Ban chấp hành Trung ương Đảng đã phân tích tình hình và đề ra chủ trương phải sớm thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 11 năm 1975, thì hội nghị hiệp thương chính trị giữa hai đoàn đại biểu hai miền Nam Bắc đã họp tại Sài Gòn. Dẫn đầu đoàn đại biểu miền Bắc là ông Trường Chinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và dẫn đầu đoàn đại biểu miền Nam là ông Phạm Hùng, là Bí thư Đảng bộ miền Nam. Hội nghị đã làm việc hết sức khẩn trương và hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Đảng rằng phải sớm hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước là khâu then chốt tạo điều kiện quan trọng khôi phục phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã được khởi đầu chính là bằng cái sự kiện bầu Quốc hội khóa 6. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử diễn ra trên phạm vi cả nước theo nguyên tắc dân chủ, phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hơn 23 triệu cử tri, chiếm 98,77% tổng số cử tri đã tham gia bầu cử, bầu ra 492 đại biểu vào Quốc hội khóa 6. Nhớ về ngày vui của đất nước cách đây 45 năm, ông Phạm Viết Chức phấn khởi xen lẫn tự hào. Bởi đó là lần đầu tiên ông và hàng triệu cử tri hai miền Nam Bắc của đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình và thống nhất cùng đi bầu cử. Nhân dân cả nước từ Bắc chí Nam đều có quyền cầm cái lá phiếu của mình để bầu ra Quốc hội của chính mình, và có nhiều những trí thức, những văn nghệ sĩ, những người tiêu biểu của miền Nam lúc bây giờ, và có những người tham gia làm việc ở trong chính quyền cũ cũng tham gia là đại biểu Quốc hội. Và như vậy nó thể hiện được là không chỉ thống nhất về lãnh thổ mà còn thống nhất trong cả ý chí và nguyện vọng. Nó có ý nghĩa là sức mạnh của tất cả Nam, Bắc, Trung đều thống nhất trong một mối để xây dựng đất nước. Tổng tuyển cử ngày 25 tháng 4 năm 1976 bầu Quốc hội khóa 6, sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị đất nước. Trong kỷ nguyên mới hòa bình và thống nhất, Quốc hội khóa 6 đã tiếp nối một cách xứng đáng những thành tựu, những bài học kinh nghiệm của Quốc hội các nhiệm kỳ trước, trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống chính trị, tổ chức nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đó là nền tảng được kế thừa ở các khóa sau để Quốc hội khóa 15 thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và ngày tổng tuyển cử Quốc hội khóa 15 không còn xa, ngày 23 tháng 5 tới đây.